xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam và các bạn thân mến. Đại thắng mùa xuân năm 1975 ghi dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chúng ta vừa bắt tay xây dựng lại đất nước sau chiến tranh, vừa phải chiến đấu bảo vệ biên giới trước các thế lực thù địch. Vượt qua muôn vàn khó khăn, quân và dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên cường bảo vệ đất nước. Những tấm gương hy sinh, chiến đấu anh dũng của đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần tạo nên thành công cuộc chiến vệ quốc hào hùng của dân tộc. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn, Pơ thi của tác giả Phạm Đức Long qua giọng đọc phát thanh viên Sơn Tùng. đã lâu lắm rồi tôi mới có thông tin về làng lơ bơ tất cả đến từ câu chuyện về anh hùng a tin huyền thoại người mà tôi từng gặp mặt vào thời khắc khốn khó cơ cực nhất tên người anh hùng ấy tưởng chừng đã bị người đời quên lãng nay bỗng nở rộ trên khắp các mặt báo nhờ những cái tiết giật gân kiểu ngồi mộ người anh hùng lừng lẫy thời chiến tranh ở đâu mộ người anh hùng lực lượng vũ trang bị thất lạc đường đã tốt, xe đã dễ, cớ đã có, tôi quyết định trở lại nơi ấy. Tất cả hồi ức núi rừng lãng mạn xa xôi, cứ thế ùa về. Đúng cao điểm mùa mưa, năm cuối cùng của thời bao cấp, tôi được tăng cường về cơ sở tại làng Lơ Bơ Giáp Biên. Đó là thời làng vùng xa ở Tây Nguyên vẫn âm u rừng, giao thông chỉ toàn đường đất mà phần nhiều là lối mòn len lỏi dưới tán cây, quanh co ven lùm bụi. Vùng biên còn khó hơn, đi lại chủ yếu quốc bộ vượt rừng. Duy nhất, chỉ các đồn biên phòng có thể lưu thông bằng xe u át trong mùa khô. Mùa mưa, hầu hết các phương tiện vận chuyển đều khó vào được. Sáu tháng mùa mưa, vùng biên luôn ở vào thế cô lập. Dân tự cấp tự túc gần như mọi thứ cần thiết của đời sống. Bộ đội biên phòng thì dự trữ, và tự tăng gia sản xuất đủ cho cả đồn trong chừng ấy tháng. Mùa mưa năm ấy, làng Lơ Bơ xảy ra vụ bắt người và án mạng làm rúng động cả vùng. Đó là vụ việc bọn Phu Rô từ vùng biên giới Campuchia lợi dụng lúc các làng giáp biên giao thông bị ngăn trở cách biệt với tuyến nội địa, tràn về quấy phá. Bất ngờ, một số chị phụ nữ đi đổi hàng vùng sâu bị chúng chặn bắt trên lối mòn vào làng, dùng súng AR-15 giáp giải vào rừng. Một chặp sau, bọn chúng gặp các chiến sĩ biên phòng đi chữa bệnh trên đường trở về đồn, lập tức xảy ra giao tranh. lợi dụng tình thế lộn xộn, những người đàn bà đã chạy thoát về xã báo cho du kích đến trợ chiến. khi du kích huy động súng đạn truy kích, tất cả bọn phu đô đã nhanh chân tẩu thoát vào rừng sâu. kết cục, hai bộ đội biên phòng hy sinh. đoàn tăng cường cho tôi làm trưởng đoàn, tư trang, các cơ quan huyện mua sắm cho, cứ như bộ đội hành quân nào võng màn ba lô quần áo giày dép gạo mắm thuốc tây son nổi bát đũa ly chén cả đôi thùng gánh nước bằng tôn to tướng xe u át đưa đoàn chúng tôi xuống trung tâm huyện từ huyện phải nhờ xe máy cày bánh lớn trở vào đến dốc làng me thì dừng vì trơn trượt lầy lội xe không thể bò thêm được nữa từ đây cả đoàn đành phải mang vác đi bộ túc tắc trên những lối mòn đổi dốc qua vùng đất đỏ lượn sóng. Tiếp đến vùng đất trắng toàn rừng khộp. Rừng khộp mùa mưa, buồn và đẹp đê mê. Cả một vùng đất bằng tít tắp chạy mãi về hướng biên giới. Cây dầu cao vút thẳng tắp, quang quẻ như rừng trồng. Dưới mặt đất là cỏ xanh gì mướt mát, xen lẫn những bụi le tua tủa măng. Thỉnh thoảng, nơi chân đất thấp, nước trũng lại như những cái hồ nhỏ đầy nhóc tua cá quanh gốc cây đại thủ ẩm ướt phủ dày lá mục cảnh khô qua trận mưa đêm nhu nhú những đám nấm lòng tong nõn tròn như đầu ngón tay ngón chân phủ một màu xám đen tươi rói trên thân cây dầu nở rộ những giò phong lan đủ màu thoang thoảng hương thơm chim rừng réo rắt gọi nhau dâm san con đường đi bộ vào làng ước chừng gần năm mươi cây số cứ túc tắc xuyên rừng chúng tôi như trải nghiệm một cuộc picnic giữa thiên nhiên hoang dã đầy thú vị đường vào làng lơ bơ có con suối đục ngày mưa nước lớn cuồn cuộn đổ xuôi về bên kia rừng biên trong mùa mưa không có chiếc cầu nào bắc qua được người dân các làng muốn đi lại phải chặt những cây cổ thụ cao vút hai bên bờ cho chúng ngã đổ gác ngang suối mà làm cầu đi bộ vắt vẻo trên dòng nước lũ những hàng hóa thông thường nhỏ nhẹ đều được gùi cắm, thứ cồng cành nặng nề thì chở bằng voi xuyên rừng vượt suối thời điểm ấy phòng thương nghiệp huyện điều cho làng một con voi to lớn bình thường nó được thả đi ăn trong rừng hoang khi cần vận tải người ta đưa voi về chất thổ đủ thứ ở làng lơ bơ tôi gặp và nhớ mãi một người dân làng giới thiệu là anh hùng lực lượng vũ trang a à tin trước mắt tôi lúc ấy người anh hùng lừng lẫy một thời gầy gò đen đúa sống trong ngôi nhà sàn trống trải phong phanh tại ngôi làng hẻo lánh buồn tẻ. Đúng như triết lý của những người theo thuyết lão tử xưa, công thành, thân thoái. Người Tây Nguyên xưa lạ thế. Nhiều người đi kháng chiến, đánh giặc rất oanh liệt, công trạng đầy mình. Nhưng họ coi những việc làm ấy như bổn phận. Hết giặc thì lại trở về làng, sống với thường dân, giữa nhân gian rừng rú. Anh hùng A-Tin, chồng chậm chạp, có vẻ yếu vì một chân ông sưng vù mưng mủ hôi thối. Ở sư rừng biên lúc bấy giờ, ngoài những bài thuốc lá cây, chẳng thể kiếm đâu ra được tân dược mà chữa bệnh. Đoàn chúng tôi đã có sự chuẩn bị tương đối nhiều thứ thuốc. Tôi là bác sĩ thú y, nhìn vị anh hùng sưng chân rất ái ngại mà bất lực. Liền gọi anh Tám, cán bộ y tế, đến kê toa cấp thuốc kháng sinh, rửa vết thương lở loét cho ông. Chỉ sơ sơ vậy, mà mấy hôm đã thấy anh hùng A Tin khỏe mạnh như thường. Thời chiến tranh chống Mỹ, lơ bơ là là kháng chiến, bộ đội khán bộ từ bên kia biên giới kéo về, đi vào làng vận động nhân dân tổ chức bố phòng chiến đấu, chống cản quét, chống dồn dân, lập ấp chiến lược. Có thể kỷ ác liệt, người dân sống hẳn trong rừng, hệ bộ đội du kích đi đến đâu, làng di cư đến đó, để có đủ lương thực cho cuộc chiến. a tin vận động dân làng phát rễ chung gọi là dãy cách mạng, lập kho thóc kháng chiến trong rừng sâu. Ngày ngày, chị em phụ nữ thay nhau gùi lúa về làng giã gạo cho du kích. Khi địch lập đồn trong vùng, đưa xe tăng và máy bay trực thăng quần đảo thị uy khắp núi rừng, dân làng được bộ đội hướng dẫn trang bị vũ khí. Họ đã đánh phương tiện cơ giới của giặc một cách táo bạo gan lì đến ngạc nhiên. A à, tin như con sóc rừng, lội hết vùng này đến vùng khác, quan sát địa hình, nắm tình hình, ông chủ động bày binh bố trận hướng dẫn thanh niên làng tác chiến xuất quỷ nhập thần theo thế rừng thế núi đường vào làng được chôn dày những cọc rào bằng thân cây gỗ bao bọc rích rác nhiều lớp những lối mòn hiểm yếu được gài mìn chống tăng ở đó đặt cây gậy để người làng biết mà tránh xa gậy ở đây là que ngang gài ở nơi đánh bẫy thỏ báo cho người khác biết để tránh đồng thời xác nhận đó là cái bẫy của mình con thú do mình đánh bẫy trận đầu để cho chắc ăn a tin vác súng leo lên một gốc cây rậm chờ trời tối xe tăng đi qua sát bên ông liền bắn hạ chiếc cuối cùng rồi chạy thốc vào rừng đêm cả đoàn xe rối loạn dính cả vào bãi mìn hư mất thêm hai chiếc lại một đợt nhân lúc xe tăng chạy qua vùng có hàng rào gỗ tốc độ rất chậm a tin liền leo lên ném lựu đạn làm cháy nổ một chiếc khi nhảy xuống đất thì tuột mất khố bị mấy chiếc còn lại quay xe đuổi. A phải chạy tới ba bốn cây số mới thoát, phải trốn cho đến lúc trời tối mới tòng ngồng về nhà. Chỉ qua mấy trận, A tin đã bắn cháy được bốn xe tăng, bắn rơi hai máy bay cánh quạt, ba máy bay trực thăng, được đi dự hội nghị thi đua bộ tư lệnh B3. Từ đó, dân làng có thêm niềm tin vào ông, coi ông là chỗ dựa tinh thần ẩn tàng, quần thảo, thách thức với lực lượng cơ giới của địch làng kháng chiến lơ bơ trở thành cứ điểm vững chắc. Địch bao nhiêu lần muốn nhổ đi mà không được. Ngày hòa bình lập lại, khi tổ chức bố trí công tác ở huyện, A Tin vừa làm được một thời gian ngắn là nhớ làng nôn nao. Con người của núi rừng làng buôn cứ dâm gian bất rứt trong ông. Sau A Tin nàng nặc về xã để gần làng, gần rừng, gần dãy. Đến lúc nghỉ hẳn, A Tin hoàn toàn thành người của làng, của rừng. Hàng tháng được đồng tiền lương hưu nào, ông xòe ra chia hết cho bọn cháu chắt, chẳng bọc cho người làm gì. Cái thú vui nhất của ông là ngày ngày ngậm tẩu với chiếc gùi trên lưng, lẽo đẽo cùng con chó lội suối vào dãy. Lúc xong, việc gieo tỉa thì lên rừng cài cái bẫy thú, ký cách bới củ mài, bẻ mầm măng. Ai có việc gì muốn gặp ông thì dễ nhất là ở rừng và ở dẫy về với làng ông thoát khỏi nai nịt lại cởi trần đóng khố chân đất thật là sung sướng về làng lơ bơ chúng tôi ăn ở ngay trong nhà dân ở giữa ngôi làng tinh nguyên chất rừng rú làng khép kín co cụm gần bốn mươi nóc nhà bên một góc rừng cổ thụ nguyên sinh như một thế giới biệt lập những ngôi nhà sàn nối dài trên thế đất bằng phẳng nhà này san sát nhà kia chủ yếu theo cùng một hướng còn thì to nhỏ ngắn dài đều ken vào nhau súng xít rất ngẫu hứng không theo một trật tự nào mỗi căn nhà sàn có thể kéo dài đến chục gian mái lợp tranh tăng vách thưng tre đan sàn gỗ lát tre đập dập mỗi gian là một gia đình nhỏ có bếp riêng ban đêm toàn bộ gia đình nhỏ lăn ra ngủ ngay trên sàn nhà quay lưng vào cái bếp ở giữa sát bếp dựng những bầu nước suối để uống nấu cơm và đề phòng hỏa hoạn chứ tôi được ngủ ở phòng khách ngay đầu hồi nhà bước vào. Những chiếc võng buộc vào kèo vào cột răng ra khắp gian nhà. Bên dưới sàn nhà đủ loại trâu, bò, heo, chó. Chúng lịch kịch suốt đêm. Ban ngày, đoàn công tác phân công anh em đi nắm tình hình buôn làng. Từ an ninh, sản xuất, đời sống, đến dân cư, hộ tịch, hộ khẩu. Có nhóm đi theo dân làng vào rừng vào dãy cùng sản xuất, Giúp dân tiếp cận những cây mới trong canh tác một cách phù hợp Cũng có lúc Cùng các gia đình đi rừng Hái mang hai nấm Cải thiện cuộc sống Tất cả mọi nhu cầu đời sống của người làng Đều ở hết trong rừng Làng chỉ là nơi cư trú Quần cư và trống trơ Dẫy nương phát tỉa trong rừng trong suối Đến mùa tuốt lúa bẻ bắp thì thu hoạch Để luôn lại kho ở ngay trong rừng Vườn rau hoa trái Trồng ven suối mỗi bữa đi rừng, cần thứ gì thì hái gùi về. Thi thoảng vào buổi tối, đoàn công tác tổ chức họp mặt toàn thể dân làng. Từ người già lõm khọm đến đứa trẻ còn bú điệu trước ngực, đều chăm chú tể tựu. Mọi người hồ hởi, ngậm tẩu, nghe cán bộ nói cả tiếng đồng hồ. Đó như là dịp để quân tụ chen trúc. Trong làng có việc gì hệ trọng, đoàn tham gia cùng với người dân, người làng, người làng săn được con thú lớn hay có việc ăn trâu ăn bò, đoàn công tác đều được chia phần. Qua mùa tuốt lúa là đến mùa ninh nâng, đó là mùa lễ hội của làng, mùa quên, tháng quên, bầu trời khô giáo trong xanh, mặt đất bắt đầu trở sang một màu nâu đỏ. Cái tai đã thấy nhớ tiếng cổng tiếng chiêng trầm bổng ra giết, cái mắt thấy nhớ ánh lửa rừng rực hoang mơ, cái môi nhớ hương rượu cần nồng nàn mê đắm bàn tay bàn chân nhớ nhịp xoang sao xuyến. Đúng hôm trang tròn, họ lớn nhất trong làng họ bàn chuẩn bị lễ hội bơ thi. Ngôi mộ của dòng họ ấy đã đầy rồi. Một năm qua lại không có người nào chôn mới vào trong cái quan tài ở ngôi mộ ấy nữa. Theo phong tục thì, người đầu tiên chết, dân làng sẽ vào rừng hạ một cây gỗ lớn bằng hai người ôm, chặt lấy một khúc thẳng đẹp làm quan tài cục gỗ ấy được lăn về bãi đất ở nghĩa địa ở đó họ đục rỗng cây gỗ theo hình lòng máng thành một cái quan tài nguyên khối lại đẽo một tấm nắp để đậy vừa kín miệng quan tài trên nắp có khoét các lỗ ăn lỗ thở cho hồn ma huyệt mộ chỉ đào đến hơn nửa thân gỗ áo quan người chết được bọc bằng lá buông khiêng bằng đòn dài hoặc cho vào cũi gỗ khiêng tay đưa ra nghĩa địa bỏ vào quan tài đậy nắp lấp đất sơ sài thành một ngôi mộ thấp. Bên trên mộ là một mái tranh tạm, che mưa che nắng. Hàng ngày tầm chiều vàng mặt trời, những người đàn bà thân thích đều đặn mang gùi cơm rượu đi nuôi hồn. Họ quét dọn ngôi mộ sạch sẽ, đổ cơm rượu vào lỗ ăn cho hồn ma. Xong thì ngồi khóc, kể với hồn. Họ khóc thảm thiết, nhưng không có nước mắt. Kể lại bất kỳ chuyện gì xảy ra hàng ngày, và mỗi ngày một câu chuyện những uất ức, những khúc mắc, những buồn tủi gặp phải trong những ngày không nói được cùng ai, cuối chiều họ ra nhà ma kể lại cho hồn ma hết. Như thế họ thấy được nhẹ nhàng và như được chia sẻ. Khi có người trong họ chết, ngôi mộ lại được mở nắp, bỏ tiếp thi hài vào mà cũ cũng vui, ma mới cũng vui. Việc chôn chung cứ thế tiếp mãi cho đến khi quan tài đầy chật lúc ấy có đủ heo bò đủ rượu và làm pơ thi bỏ mã sau lễ bỏ mã người và hồn ma mãi mãi xa nhau không còn vương vấn người ta không phải nuôi hồn nữa cứ thế hồn ma sẽ được giải phóng mà vĩnh viễn về cõi mang lung một thế giới hoàn toàn lộn ngược với trần giới linh hồn sẽ gặp ông bà tổ tiên gọi là a tâu ở đó còn ngôi nhà mồ sẽ tàn tạ trôi vào quên lãng những bức tượng mồ chịu nặng tâm tư sẽ trải xương gió nắng mưa để mà mục ruỗng mà về với đất với cỏ cây hoang dại để chuẩn bị cho lễ hội pơ thi người già cắt cử đám thanh niên vào rừng gỗ tìm gỗ tìm tre làm lại ngôi nhà mả mới lấy gỗ đẹp đẽo tạc những bức tượng mồ đàn bà con gái mang gùi vào rừng bẻ mang hai lá dầu đồng làm gói đựng thức ăn bởi từ xa xưa người tây nguyên có thói quen dùng lá dầu đồng một thứ lá to như hai bàn tay ở trong rừng khộp đựng dùng tay bốc thức ăn tốp xuống bến gùi bầu nước về chế rượu cần đàn ông lực lưỡng chuẩn bị giết trâu bò giết heo pơ thi là lễ hội lớn nhất vui nhất trong làng là nghi lễ quan trọng nhất trong vòng đời con người xứ rừng núi lễ của một dòng họ nhưng là hội của cả làng của nhiều làng thân cận thân thiết. Lễ hội ấy ăn uống vui chơi suốt hai ngày một đêm. Vui nhất là đêm hội. Trên trời trăng sáng vàng vạc, rừng phủ những lớp vàng mơ sóng sánh. Mặt đất nhập nhòa ánh lửa, hừng hực tỏa ra từ đống củi lớn trên bãi hoang. Từng dãy rượu cần được cột ngay ngắn dọc theo thân cây lồ ô dài thẳng. Những cái cần trúc vút cong, mềm mại, tua ra trên miệng ghè mời gọi người trẻ, người già, trai gái thay nhau trụm vào, lặng lẽ hút những ngụm rượu thơm ngọt hương vị của núi rừng. Quanh đống lửa lớn là vòng xoang nối nhau xoay tròn trên mặt đất. Cổng, chiêng, trống, vỗ ngân nga, nhịp núi rừng thăm thẳm ngàn năm, đưa người ta đi trong cuồng mê cùng hồn ma mơ ảo. Đó là đêm nhảy múa cuối cùng với ma, là đêm ăn uống cuối cùng với ma là đêm say vĩnh biệt pơ thi bùi ngùi luyến cảm hôm sau người làng sẽ thả một con gà giò ở trên ngôi mộ cho nó tự do đi vào rừng nó sẽ mang hồn ma trở về nơi hoang dã người anh hùng a tin cũng nằm xuống ở vùng đất ông cả đời gắn bó với các phong tục cả đời ông tuân theo sẽ chẳng có gì đáng nói nếu vào ngày kỷ niệm nọ đoàn đại biểu của xã không đột nhiên muốn vào làng lơ bơ thắp nén hương cho vị anh hùng họ phát hiện ông không hề còn mộ ngôi mộ ấy đã bị bỏ phế sau lễ pơ thi theo phong tục của làng nó đã trở nên tàn tạ như bình địa những bụi cây um tùm đã phủ kín cả một vùng thành khu rừng hoang vu a à, tin đã được làm pơ thi rồi làng mừng lắm ai cũng muốn giải thoát cho nó một người trong dòng họ phân trần sao thế được cán bộ xã nêu ý kiến a à, tin là anh hùng phải ghi nhớ cho con cháu muôn đời sau chớ không không thế hóa ra bắt tù bắt tội cái hồn nó mãi chẳng ai muốn giữ nó luôn bên mình cho tội nghiệp sau lần bất ngờ ấy tin đến huyện huyện yêu cầu cải táng cho vị anh hùng về nghĩa trang liệt sĩ của huyện khi đã chuẩn bị đủ hậu cần phương tiện để đưa hải cốt a tin về nơi trang trọng xứng đáng thì quả là không dễ không được đâu cán bộ ơi nó đã về theo các a tâu rồi cứ để hồn a tin về với a tâu nhưng xác cốt thì phải đưa về nghĩa trang liệt sĩ ồ không nó chôn chung một hòm với dòng họ làm sao mà lấy đi được lúc ấy mọi người mới té ngửa khi qua đời, ông được chôn chung trong một quan tài lớn với gần chục con người. Tất cả đã được bỏ mã, đã mục nát, hóa đất hóa cát. Ông đã về với ông bà tổ tiên trong dòng họ. Chỗ ấy bây giờ, cây đã mọc thành rừng hoang rậm rịt mà các hải cốt nằm chung trong một cái quan tài độc mộc. Qua nhiều năm, sẽ chẳng thể nào lấy riêng cốt được một người nguyên vẹn. Việc cải táng cho vị anh hùng của rừng núi bất thành cán bộ ngành thương binh xã hội địa phương rất lo lắng chắc rồi sẽ có các cuộc tỉnh kiểm điểm huyện huyện kiểm điểm xã xã kiểm điểm làng nhưng làng biết kiểm điểm ai không ngờ việc mà người làng thấy rất giản dị hóa ra lại lớn lao phức tạp với nhiều cấp ngành đến vậy tôi trở lại làng lơ bơ lần này đường giao thông đã được đúc bê tông thẳng tắp suối đục đã có chiếc cầu lớn bắc qua dọc hai bên đường những ruộng lúa nước đang thì con gái xanh mơn mở làng đã tái định cư giãn dân tách hộ khang trang ngay hàng thẳng lối đời sống đã tốt lên đủ đầy hơn ký ức xa xôi một thời trai trẻ gian nan trong tôi bỗng ùa về ngập tràn tâm thức những đêm hội bơ thi lung linh mờ ảo đầy âm sắc xa xôi như chợt tái hiện rõ ràng đến lạ lùng đang miên man trong dòng suy tư với bao điều cũ mới lẫn lộn bất ngờ có con chim lạ xà ngay xuống vai tôi phải chăng linh hồn a tin đã trở về thân thương và chào đón người tây nguyên tin rằng linh hồn người chết thường hóa thân thành con chim diều mốc mà về thăm những người còn sống ở buôn làng Quý vị và các bạn vừa nghe chuyện ngắn Pơ Thi của tác giả Phạm Đức Long. Câu chuyện xúc động về cuộc đời oai hùng nhưng cũng bình dị của người anh hùng dân tộc Gia Rai, Rai tại vùng đất Tây Nguyên. Biên tập viên Hoàng Hiệp có đôi điều cảm nhận về chuyện ngắn này. Mời các bạn cùng nghe. Qua lời kể của nhân vật tôi, cuộc chiến đấu giải phóng đất nước bảo vệ biên giới tổ quốc của người dân Tây Nguyên hiện lên đầy hào hùng. Nổi bật nhất là người anh hùng dân tộc Gia Rai tên là Atin. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông đã bắn hạ 4 xe tăng, bắn rơi hai máy bay cánh quạt, ba trực thăng và trở thành huyền thoại của dân làng Gia Rai. Ngày hòa bình lập lại, người anh hùng A Tin lại trở về làng Lơ Bơ sống giản dị như một con người bình thường. Ông sống quãng đời còn lại trong không gian yên bình quen thuộc của mảnh đất cả đời mình đã gắn bó. Cái chết của ông cũng lặng lẽ như bao người dân ra Rai khác nếu không có sự việc chính quyền muốn cải táng mộ ông về nghĩa trang liệt sĩ của huyện. Thế nhưng khi anh hùng A Tin qua đời, theo phong tục bỏ mả của người Gia Lai, ông được chôn chung quan tài với hàng chục người khác khiến việc cải tang cho ông bất thành. Bên cạnh cuộc đời người anh hùng A-tin là sự gắn kết quân dân trong công cuộc bảo vệ biên giới tây nam chống lại các thế lực thù địch như lực lượng Phunro. Cuộc sống của người dân Gia rai vô cùng khó khăn gian khổ nhưng luôn một lòng tin tưởng vào đảng đùm bọc che chở bộ đội góp phần bảo vệ biên giới chuyện ngắn giúp người đọc người nghe hiểu hơn không gian văn hóa phong tục tập quán nếp sống của đồng bào dân tộc trên mảnh đất tây nguyên vùng đất tây nguyên có vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ yên bình đời sống người dân giản dị mộc mạc mà cũng đầy tình cảm gắn kết yêu thương tác giả khai thác sâu lễ pơ thi lễ bỏ mả của người dân tộc gia rai một lễ hội quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân gia rai khi còn sống người anh hùng A Tin sống bình dị với bà con dân làng Lơ Bơ. Khi mất, ông cũng muốn gần gũi gắn kết cả thể xác và linh hồn với ông bà tổ tiên. Có lẽ đó mới chính là tâm nguyện của mỗi người dân Gia Rai khi nghĩ về sự sống và cái chết. bạn thân mến, tác giả Nguyễn Đức Sơn, bút danh Cầm Sơn, là hội viên Hội Văn học nghệ thuật Phú Thọ. Ông sáng tác thơ trước khi viết chuyện ngắn. Ngoài ba tập thơ đã xuất bản, mới đây ông cho ra mắt bạn đọc tập truyện ngắn đầu tay có tên là Đỗ Quyên Đỏ, với nhiều chuyện viết về tình đồng đội và chiến tranh. Có lẽ những tháng năm công tác tại công ty lâm nghiệp Tam Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, với nhiều trải nghiệm đã cho ông vốn sống để viết truyện ngắn xín lủ. Sau đây mà các bạn nghe truyện ngắn này qua giọng đọc vân anh. Bản Măng là nơi quần tụ của người Mường người Thái Nhưng chẳng biết từ bao giờ Khi xín lù lớn lên đã thấy có hàng chục ngôi nhà của người Mông Nằm tranh vênh trên sườn núi Lanh Trong đó có nhà của gia đình xín lù và gia đình Thảo Sánh ngay từ lúc 6-7 tuổi, Xín Lù đã được mẹ dạy thổi kèn lá dựa theo những bài dân ca mông truyền thống. Cho đến khi Xín Lù 16 tuổi, thì tiếng kèn lá của xín lù đã làm ngơ ngần biết bao chàng trai cả người mông lẫn người mường người thái nhưng xín lù chưa để ý đến ai nàng chỉ say sưa với tiếng sáo mông của người bạn hàng xóm Thảo sánh mỗi khi tiếng sáo cất lên từ sườn đồi phía đông thì từ sườn đồi phía tây xín lù cũng đưa lá lên môi tiếng kèn lá của xín lù quyến quýt đan quyện cùng tiếng sáo của thảo sánh trầm bồng âm vang đến từng nhà khắp bản măng năm 1946 đội tự vệ đầu tiên của xã Lai Đồng được thành lập nhưng mọi hoạt động vẫn còn nằm trong bí mật đêm của phía bên này ngày của phía bên kia hầu hết đám trai làng bản măng đều tham gia đội tự vệ nhưng thảo sánh thì lại trở thành lính ngụy trên đồn mồ từ đấy chiều chiều dân bằng măng không còn được nghe những âm thanh của kèn lá hòa trộn với sáo mông nữa. Xín lù giận thào sánh lắm. Sao không vào đội tự vệ của làng lại đi với Tây? Xín lù là thành viên của mặt trận tổ quốc xã, có nhiệm vụ vận động trai làng không đi lính cho Tây. Thế mà chính người hàng xóm chưa đến lúc bàn chuyện bày trò cướp nhau, nhưng cái bụng đã ưng cái lòng đã thuận, Thảo Sến lại đi theo đồn Tây không giận sao được. Tết xíp xí của người Thái năm ấy, đồn trường đồn mồ Faucher Dẫn một toán lính xuống bàn Vừa để lính làm dân Vừa được xem con gái thái múa xòe Trước khi vào quân đội Forser vốn đã từng học qua một trường nghệ thuật Nên khi sang Việt Nam Forser rất chú ý đến những tài sản văn hóa Của các tộc người bản xứ trong toán lý đi cùng có cả thảo sánh. Đám trai làng yêu cầu tạm dừng múa để nghe xín lù thổi kèn lá. Thảo Sánh đưa mắt ra hiệu cho xín lù đừng thổi, nhưng xín lù không những không hiểu ý của Thảo Sánh mà nàng lại càng thấy giận Thảo Sánh hơn. Mấy trai làng nhanh nhẹn chạy đi vặt hẳn cả chùm lá cho xín lù. Khi tiếng kèn lá của xín lù cất lên, Sơ bỗng dưng bừng tỉnh. Trong các loại hình nghệ thuật, ông ta vốn đam mê và rất am hiểu về âm nhạc. Nhờ sự hướng dẫn của Thảo Sánh, Foucher còn có thể thổi được một vài bài sáo mông, tuy chưa hay nhưng cũng đã đúng thanh đúng nhịp. Foucher gọi Thảo Sánh lại gần nói. Tòa lấy sáo cùng thổi để tạo ra hợp âm sẽ hay hơn nhiều. Thưa sếp, em lại không đem cây sáo đi rồi. Ồ, oh, thật đáng tiếc đêm nay cho toa ở lại, ngày mai mời bằng đưa cô gái thổi kèn lá lên đồn nha. Dạ thưa sếp, cái đó không được đâu, con cái người mông không bao giờ tự ý đi theo con trai cả. Lý trưởng Đinh Văn Lánh vốn là người được học hành thành thạo tiếng Pháp, ông ta lại ngồi cạnh pho sơ nên nghe rõ những lời trao đổi của hai người. Đợi cho Thảo Sến quay trở lại vị trí cũ, ông ta ghé vào tai pho Sơ nói nhỏ. Người mông có tục hãy bú, tức là bắt vợ. Nếu xếp thích, có thể cho lính đồn bắt nó. Có điều, để trai làng và dân bàn không càn trở thì phải công khai ai là người đàn ông bắt. Người ấy sẽ là chồng của nó nếu cái bụng nó ưng. Còn không, sau vài ngày lại cho người đem trà về tận nhà tử tế và nói với gia đình là nó không chịu biếu cho cha mẹ nó mấy đồng bạc trắng để cúng tổ tiên gọi ma nó về là xong. Ngay ngày hôm sau, nghe theo lời lính trưởng lánh, phao sơ cử mấy người lính dân địa phương đi bắt tín lù rồi gọi thảo sính lên phòng chỉ huy đồn trao đổi. Mòa cho người đi bắt cô tín lù về làm vợ cho toa, toa nghĩ sao? Ấy chết, dạ thưa sếp, việc bắt vợ không làm thế được đâu nói là bắt chư thực ra là cả hai người đều đã ưng nhau, việc bắt chỉ là giả vờ thế thôi. Toa thổi sáo, vợ toa thổi kèn lá chẳng hạnh phúc lắm sao? Ồ không được đâu thưa sếp. Đúng là không chỉ mình em mà trai làng nhiều người cũng thích xín lộ, nhưng chưa bàn gì với nhau mà đi bắt là không được đâu. Ấy là moa có ý tốt với toa còn toa không đồng ý thì thôi. Rất may cho đám lính khi xuống đến bản măng thì tín lù đang dễ gò một mình ở nương ngô. Một người lính nói, Tín lù à, ngài đồn trường cử cái mình cho bắt mày lên đồn đó. Thế cái mình có tội gì mà bị bắt? Mày không có tội gì cả, là ngài đồn trường sai cái mình đi bắt mày theo tục háy pú của người mông ta thôi. Thế đứa nào bắt cái mình? chỉ biết ngài đồn trường sai cái mình đi mắt mày về làm vợ thôi còn là do thằng thảo Sính hay là ngài đồn trường thì cái mình này không biết đâu xín lù thấy như có cả một cục hơi nghẹn lên tận cổ thảo Sính mới lên đồn tây chưa đầy một năm mà đã thành người khác rồi ư ừ, có bàn bạc gì đâu mà dám nhờ lính tráng đi bắt người ta nhưng nếu do thảo Sính thì nó phải ở đây chứ chẳng lẽ lại do ngài đồn trường à thôi thì đành cứ đi theo bọn nó lên đồn gặp hào sánh gặp ngài đồn trường xem nó ra làm sao lên đến đồn xín đồ được đưa thẳng vào phòng chỉ huy faucher đã đợi sẵn ở đấy bằng những cử chỉ rất lịch sự faucher chìa tay mời xín lù ngồi sang chiếc ghế đối diện với ông ta rồi quay sang nói với một người lính bằng tiếng pháp anh ở lại một chút dịch tiếng cho tôi. Foucher rót một cốc nước đặt trước mặt bàn, bàn phía tín lù ngồi rồi nói bằng một tiếng Việt giọng lơ lớ. Mời cô uống nước. Đến tận khi ấy vẫn chưa hết ấm ức. Xín lù nhìn thẳng vào mặt Foucher, hỏi một câu gay gắt. Ngài đồn trưởng, tại sao mày cho đi bắt cái mình? Sau khi người lính dịch lại, Foster vừa cười vừa ôn tồn trả lời xín lộ. Ồ oh không, bởi vì tôi yêu nghệ thuật thôi. Trong hoàn cảnh đồn trường vừa cử mình đi bắt xín lù với nội dung theo tục háy bú của người Mông. Và lại, anh lính người địa phương cũng không hẳn thành thạo tiếng Pháp cho lắm nên chưa phân biệt được những âm thanh tương tự đã dịch nhầm cho xín lù là Ồ oh không! bởi vì tôi yêu em. Không còn gì phải nghi ngờ băn khoăn thêm nữa. Cứ nghĩ nó nhờ đồn trường đi bắt mình. Làm như thế dù có thô bậy, nhưng dẫu sao cũng vẫn còn có cái tình. Hóa ra là nó dâng mình cho quan thầy nó. Cái bụng thằng thào sánh thật dơ giấy thối tha. Như giọt nước tràn ly, xín đủ thấy trời đất tối sầm. Cô gục xuống ngất xỉu. Thảo sánh ơi, mày đã đi theo người Tây, mày bán rẻ cả lương tâm danh dự tình người. Bây giờ, dẫu sao thì tao cũng đã bị trai nó bắt rồi, ma của tao đã ra khỏi nhà tao rồi, có quay trở lại thì cũng vất vườn lay lắt. Cái bụng mày đã xấu như thế thì tao sẽ làm vợ của sếp mày để rồi xem thử mày cư xử với tao ra sao. Cùng lắm ạ thì chỉ cần vài cái lá ngón là đủ. con gái người mông ta đâu có ngại gì nắm lá ngón. xín lù quay về phía người lính. mày nói với nó là cái mình đồng ý ở đây ba ngày nữa hãy hay. foster mừng rối xít sai người sắp xếp chỗ ở chăm sóc và thực hiện những yêu cầu của xín lù. ngay buổi tối hôm ấy xín lù đồng ý thổi kèn lá và cố tình tỏ ra rất vui vẻ. Foster cho gọi Thảo Sánh đến để cùng thổi sáo, nhưng Dính Lù không những không thổi cùng Thảo Sánh mà còn không thèm nhìn vào mặt và nói gì với Thảo Sánh nữa. Thảo Sánh thì quá bất ngờ. Hóa ra hai người này đã có hẹn hò bàn bạc với nhau rồi nên Dính Lù mới vui vẻ đến thế. Thôi thì biết làm sao khác được. Mình đã là cái gì của Dính Lù đâu? mà ngài đồn trường uy quyền thế lực như thế họ thích nhau thì ai làm gì được họ tiếng kèn lá của xính lù cất lên lần này sao mà nhấp nhô dữ dội và cay đắng đến thế biết Trơ cũng thổi được sáng mông trong mấy ngày ở đồn xính lù ra sức kèm để tiếng sáo của Trơ hòa hợp nhịp nhàng với tiếng kèn của xính lù Xin đồ phải có được một người chồng thổi sáo không thua gì thảo sính Phải làm sao cho thảo sính đau xót, hồ thẹn và tiếc nuối Vốn dĩ đã là người có kiến thức về âm nhạc, lại say mê, lại được tập tành chung với người đẹp Nên kỹ năng thổi sáo của Forger tiến bộ rất nhanh Chỉ sau hai ngày, tiếng sáo tiếng kèn của họ đã đan quện nhịp nhàng, vấn vít hài hòa thế rồi từ trong tâm can sâu kín xín đủ như thấy có ngọn lửa thắp lên làm ấm lại cái lạnh giá của sự cay đắng ê chề hôm mới bị bắt xín đủ thấy forcher cũng xứng đáng là người đàn ông đáng yêu đáng mến còn forcher thì hoàn toàn bị hút hồn bởi cô gái mười bảy tuổi người mông xinh đẹp có giọng kèn lá đến mê hồn và thế là đám cưới của ngài trung úy đồn trường đồn mù người Pháp forcher với cô gái người mông giàng xín lồ đã làm xôn xao dư luận khắp cả xứ mường kịt mặc dù được forcher yêu quý nhưng người xín lồ cũng biết chẳng qua forcher chỉ là người bị đậm trong việc phải cưới xín lồ vì sự hiểu lầm của anh lính phiên dịch Lúc đầu Phóc Trưa cũng lúng túng vì ông ta đã có vợ có con ở bên xứ sở của mình. Nhưng rồi suy đi nghĩ lại, ông ta thấy cũng đầy những sĩ quan xa xứ như ông ta có vợ bé. Thôi thì chặt lưỡi cho qua. Được cô vợ bé vừa sinh vừa trẻ lại cùng sở thích về âm nhạc thì cũng là một niềm hạnh phúc. Dính đủ thấy ân hận và thương cho Thảo Sánh Thương cho thân phận mình Phải làm lẽ mọn Dưới con mắt kỳ thị của cả bàn cả mường Nhưng sự đã rồi Thôi thì nhắm mắt Mà bước Dính lù ra thị xã phố tình thăm Và chu cấp cho đứa em trai mình Là Giàng A Chư Và cả em trai Thảo Xánh Là Thảo A Lính Mà mấy năm trước Dính lù đã đưa chúng ra học Hai đứa vốn cùng tuổi Lại là bạn thân với nhau đời mình coi như đã xong. Nếu ai bảo mình sung sướng, nhung lụa trắng trong, ờ ừ thì sướng. Ai bảo mình tủi nhục, vợ tạm chồng hờ, ờ ừ thì tủi nhục. Nhưng còn chúng nó, phải cho chúng nó đi học hành để thành người. Không thành người nhà họ thào, nhưng xính đồ sẽ mãi mãi coi người nhà họ thào như họ sàng. Chứ còn cái họ Tây Voucher là cái mượn cái bám, cái nhờ, như kiếp phù su bèo bọt. A à Lính xin chị xính lù mua và coi như là quà của nó cho anh trai thảo xính một cái đèn ló sử dụng nguồn điện pin dùng để đeo trên đầu khi đi săn ban đêm. Mãi đến nửa buổi chiều, xính lù mới về đến nhà. Sau khi lau rửa qua loa, Xín lù đi ngay lên đồn gặp Thảo Sánh để đưa quà. Thấy Thảo Sánh đang ngồi nhặt sau dưới bờ suối với anh lính nấu bếp Hà Văn Thành. Xín lù đi xuống bếp, đang định ra để gặp họ, thì nghe Thảo Sánh nói. Đi ngay đi rồi, không quay trở lại đồn nữa, coi như đã bị lộ, gấp lắm rồi, nhớ lời tôi dặn đấy. Tôi nhớ rồi, để tôi bảo thằng Hùng là đi mua thêm sau cho nó có cái cớ Dính lù vội nhẹ nhàng quay trở lại. Hóa ra họ là người do phía Việt Minh cài cắm. Khổ cho Thảo sánh quá, bị biết bao người hiểu sai. Ngay cả mình mà nó cũng ngậm miệng không cho biết để ra cái nông nỗi này. Dính lù bỗng ứa nước mắt. Không biết lại có việc gì sắp xảy ra nữa đây. Từ đầu năm, liên tiếp du kích của Việt Minh bẻ gãy các cuộc càn quét ở đồn Lò Sèn, đồn Nào Réo. Họ còn tấn công cả đồn Quéo bên xóm phát gây thiệt hại lớn cho quân đội Pháp. Xin lù bỗng thấy lo cho thảo sánh. Người Pháp đã có ý nghi ngờ trong đội ngũ lính Việt có người của Việt Minh. Họ đang ngấm ngầm theo dõi. Mặt khác, họ cũng có người được cài cắm từ phía bên kia nên nếu không cẩn thận thì sẽ rất dễ bị lộ ngay như cuộc trao đổi vừa rồi để dính lù nghe thấy cũng thể hiện là họ còn quá thiếu kinh nghiệm vĩnh viễn dính lù không bao giờ còn có cơ hội trao được món quà là cái đèn ló cho thảo sánh nữa theo mệnh lệnh của thiếu tá đồn trường forcher ngay đêm hôm ấy, Thảo Sánh được lệnh chỉ huy một tốp lính bất ngờ đánh úp để bắt gọn toàn bộ đảng viên của chi bộ Thu Kiệt Lai nhóm họp tại một cái trại trông nương thuộc xóm Lèn. Đúng 8 giờ 30 phút buổi tối, nhóm của Thảo Sánh phải có mặt tại khúc đường mòn dưới chân đồi đi lên trại để phối hợp với các mũi khác bất ngờ ập vào vây bắt. Cũng đúng vào cái giờ định mệnh ấy, bốn người trong nhóm của Thảo Sánh đã lọt vào tầm ngắm của ổ phục kích bên Việt Minh và bị tiêu diệt toàn bộ. Thảo Sánh chết đã làm cho Xín Lù ngơ ngác như mất hồn. Mặc dù cô là người thông minh, biết kín đáo che giấu cảm xúc suy nghĩ của mình, nhưng vẫn không qua mắt được Fortune. Một buổi tối, sau gần nửa giờ đồng hồ, Phóc Trơ cùng xín lù hòa tấu sáo kèn. Bằng giọng nói và thái độ trịch trọng, Phóc Trơ bảo xín lù hãy yên lặng để nghe ông ta nói. Trong mấy năm chúng ta sống với nhau, anh liên tục được thăng tiến, phải kể đến công lao không nhỏ trong cách xử sự giao tiếp của vợ anh. Điều đó anh cảm ơn em nhiều. Nhưng anh lại còn biết trong lòng em chưa lúc nào nguôi về tình yêu và sự đuối tiếc với Thảo Sánh. Có điều em cũng đã biết từng đúng chỗ. Nếu Thảo Sánh chỉ là người lính sòi về thổi sáo không thôi thì hắn cũng sẽ cứ tiếp tục được thăng chức. Nhưng rất tiếc, hắn lại là người của Việt Minh. Những thất bại liên tiếp của quân đội mẫu quốc gần đây là có bàn tay của hắn và có cả sự tiếp sức vô tình của em trả giá cho cái chết hắn sẽ được tuyên dương là người hùng của quân đội quốc gia riêng về em bây giờ phải về hà nội anh đã mua nhà em hãy chọn một nghề gì đó kiếm sống anh sẽ về thăm mỗi khi có dịp giờ không cần nói gì cứ suy nghĩ vài ngày rồi trả lời anh nói rồi Phóc chưa đứng dậy cầm cây sáo mông đưa lên miệng. Tiếng sáo lại gồ ghề khấp khành như núi rừng Tây Bắc. Cứ nghĩ đơn giản Forcher chỉ là một gã chơi bời đam mê nghệ thuật. Bây giờ mới thấy ông ta cũng là một nhà quân sự lão luyện thâm sâu. Chẳng có cuộc họp chi bộ nào cả, Thảo Sánh đã bị sập bẫy. Không những thế, cấp trên trực tiếp của Thảo Xánh là cụ tránh tổng trùm mun cũng bị Forcher cho bắt về tạm giam dưới tình chờ ngày ra tòa. Duy chỉ còn Hà Văn Thành là con cá săn sát, được thả để lộ diện con cá rô chùm mun. Rõ thật là nham hiểm và tinh quái. Tự nhiên, xín lù thấy lợm giọng, thấy tanh nồng trong máu me khét lẹt những lừa đạn khi phải nghe tiếng sáo của Forcher. Tai nàng ù đi choáng váng, mấy ngày sau hết giờ làm việc, từ đồn quay về nhà không thấy xín lù đâu. Foster vào buồng ngủ thấy một mảnh giấy đặt ngay ngắn trên bàn phấn của xín lù. kính gửi Benjamin Foster. Xín lù phải ở lại quê hương mình thôi. Khi ngài đọc những dòng chữ này thì xín lù đã đi xa tuy nhiên ngài vẫn có thể gặp được xín lù lần cuối đồng thời cũng là để ngài tiếp tục làm nốt một số việc nhằm đảm bảo bí mật như những gì bí mật mà ngài đã từng làm ngài nhìn thấy chỗ nào có hình bông hoa năm cánh được vẽ bằng son môi thì đi theo nó cần phải giải thích để ngài hiểu thêm đối với những cái họ của người mông đều có những linh vật tương ứng Thí dụ như họ sùng là con cấu họ sàng là con dê, còn họ thào là bông hoa đào. Vĩnh biệt, tín lộ. Sau giải phóng, đoàn khảo sát của Bộ Canh Nông về Mường Kịt làm đề án thành lập và xây dựng các nông lâm trường quốc doanh đoàn được chính quyền địa phương bố trí ở khu vực sân bay Đồng Thân. Ở đấy còn có một số căn nhà làm trại lính, nhà điều hành sân bay và một dãy nhà khu xa binh đang bỏ không. Đội thiết kế của Nguyễn Thế Vĩnh được bố trí tại khu xa binh. Đội thiết kế cần tuyển một số người địa phương thông thảo địa hình. Được sự đồng ý của đoàn trường, Vĩnh đến ủy ban hành chính xã đặt vấn đề sinh người đoàn trường cho phép đội của vĩnh thuê người dẫn đường theo nhu cầu của từng ngày làm việc ngay từ ngày đầu nhóm của vĩnh có một cô thanh nữ người mông tự xưng tên là thảo nhánh xin đi dẫn đường cả nhóm ai cũng mến cô riêng vĩnh hôm nào không gặp cô lại thấy nhớ hình như có một cái gì đó gần gũi gắn bó lắm Hai người lên rừng theo đường tuyến đã được phát dọn. Đến đoạn giao điểm giữa con suối khác và con suối thúc thì Thảo nhánh nói với Vĩnh. Các anh bị sai phương vị ở điểm này đây. Vĩnh kiểm tra lại số liệu thấy đúng như lời Thảo nhánh nói Vĩnh hỏi. Tại làm sao em lại biết các anh bị sai ở điểm này? Thôi đi mà, ngồi nghỉ ngơi rồi em sẽ kể cho anh nghe về chuyện nhà em, về chị xín lù và anh trai mình là Thảo Sánh. Sau khi Thảo Sánh chết thì chị Xín Lù cũng ăn lá ngón tự tử. Bây giờ, chị Xín Lù thì bản làng coi như là bà đầm đã theo người chồng người Tây sang Pháp hoặc biệt tích về Hà Nội. Anh Thảo Sánh thì bị coi là một ngụy quân nguy hiểm. Rất khổ cho những người còn lại của hai gia đình ấy, mang tiếng là gia đình của kẻ phản quốc. Chị Xín Lù thì thôi chẳng nói làm gì, nhưng còn anh Thảo Sánh thì oan khuất quá thành tích của anh đối với kháng chiến không nhỏ, nhưng ai chứng minh được điều ấy? Cụ Trùng Mun thì đã bị tòa án thực dân Pháp xử tội tử hình. Bây giờ chỉ còn hai người có thể minh oan cho anh Thảo Sánh, đó là Benjamin Fowler và Hà Văn Thành. Fowler ở mãi tận bên Pháp là người của phía bên kia, dẫu có tìm được thì cũng chả ai tin. Còn lại Hà Văn Thành chỉ biết tên Chứ quê quán cũng chẳng biết ở đâu Vào bộ đội chính quy Tiếp tục đi chiến đấu Bây giờ biết còn hay mất Nước mắt lưng tròng Đôi vai thảo nhánh sung lên Cô gục đầu ôm gối nước nở Vĩnh cũng mềm nhũn cả người Câu chuyện đã động đến lòng Chắc ẩn sâu thẳm tận tâm can Bất giác anh ôm lấy thảo nhánh An ủi vỗ về khi cơn xúc động tạm thời dịu xuống thảo nhính ngẩng lên mở đôi mắt to trong suốt nhìn thẳng vào mắt vĩnh anh vĩnh à anh là người có học có vị trí trong xã hội lại được đi nhiều biết nhiều anh có thể giúp em tìm được hà văn thành để minh oan cho anh thảo sánh được không biết rằng việc này rất khó nhưng anh xin thề với em còn sống ngày nào anh sẽ hết sức cố gắng giúp em tìm ra anh thành nhưng rồi cũng kể từ hôm ấy biệt tâm không thấy thảo nhánh đâu nữa đoàn khảo sát cho người đi làm việc với xã với bàn cũng không tìm thấy cô gái nào có tên là thảo nhánh căn cứ vào bàn tường trình của vĩnh người ta lại nghi ngờ rằng cái cô thảo nhánh nào đó là gián điệp đang được cài cắm để phá hoại công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc hiện đang còn ẩn náu đâu đây một cuộc truy lùng được tiến hành người ta đi khắp bờ bụi khe suối hang hốc quanh vùng nhà cửa cũng được xem xét lại kỹ lưỡng đặc biệt là phòng của vĩnh mặc dù đã là đảng viên nhưng trong vụ việc này vẫn là đối tượng bị nghi vấn trên trần nhà trong phòng vĩnh có một cái lỗ hình vuông là lối để trèo lên kiểm tra trần và mái nhà bên mép lỗ thấy có một hình bông hoa đào năm cánh kiểu như được vẽ từ một thỏi son môi Người ta cho rằng đây là một ám hiệu đáng ghi vấn, có thể thảo nhánh đang ẩn náu trên đó. Thế là một phương án tác chiến truy bắt đối tượng được vạch ra. Tự vệ của đoàn khảo sát phối hợp với dân quân xã có bao nhiêu khẩu súng được huy động sử dụng hết. Người ta cho bắt một cái thanh tre ghét lên miệng lỗ rồi dùng loa điện kêu gọi đối tượng ra tự thú để được hưởng chế độ khoan hồng nhưng cho gọi nhiều lần mà trên trần nhà vẫn không thấy động tĩnh gì. Thế là lại tới lúc cần đến tinh thần dũng cảm, không sợ hy sinh của các dân quân tự vệ. Có vài người xung phong leo lên trước. Trong tư thế súng đã lên nòng, sẵn sàng nhà đạn nếu tên gián điệp ngoan cố chống cự nhưng mấy người này cứ trèo gần đến cái lỗ người thì bị trèo chân người thì bị dính rằm tre thậm chí có người còn bị té ngã lúc ấy người ta mới nghĩ đến việc yêu cầu vĩnh trèo lên trước có thể vì không phải đeo súng dành cả hai tay nắm vào các bậc thang hoặc cũng có thể vì một yếu tố tâm linh gì đó vĩnh đã không bị ngã và trèo được lên trần nhà một cách dễ dàng sau khi vĩnh đã đứng ở trên trần nhà thì những người có chức trách khác cũng nhanh nhẹn trèo lên trong tư thế lom khom dưới ánh sáng mờ mờ của căn gác xép người ta nhìn thấy có một khối gì đó dài dài đen đen nằm ở khoảng giữa trần nhà xung quanh mạng nhện trăng dày khi đến gần người ta mới nhận ra đấy là một cái quan tài được gắn kết bịt bọc rất cẩn thận tất nhiên các thủ tục về hành chính để xử lý vụ việc người ta đã làm rất đúng quy định chỉ biết theo biên bản của bên pháp y thì trong cái quan tài ấy có một bộ hài cốt của người phụ nữ với mái tóc dài chấm gót chân và một cái đèn ló sử dụng nguồn điện bằng pin Các bạn vừa nghe chuyện ngắn xín lù của tác giả Nguyễn Đức Sơn. Về chuyện ngắn này, biên tập viên văn nghệ có đôi điều cảm bình. Thưa các bạn, với chuyện ngắn xín lù, tác giả Nguyễn Đức Sơn đã tạo dựng được bối cảnh cũng như không khí của vùng núi rừng Tây Bắc, gợi cho người nghe hình dung về cuộc sống tăm tối của đồng bào dân tộc vùng cao những năm trước cách mạng tháng 8. Cuộc đời số phận của đôi nam nữ người dân tộc Mông, xín lù, thảo sánh, gợi nhớ cặp trai tài gái sắc Mị và A Phủ trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Khác là trong truyện ngắn này, nhân vật Thảo Sánh đi lính cho Pháp, song thực chất lại hoạt động nội gián, bí mật làm cách mạng. Anh hy sinh khi bại lộ. Còn xín lủ khác Mị, cô bị bắt làm vợ bé của tên quan Pháp. Tình yêu thầm kín giữa cô gái xinh đẹp, đàn hay, sáo giỏi, xín lủ với Thảo Sánh nếu không có sự hiện diện của thực dân Pháp xâm lược thì họ hẳn đã nên vợ nên chồng. Nếu như hai nhân vật Mị và A Phủ của nhà văn Tô Hoài tìm thấy ánh sáng của đảng đi theo cách mạng, được bảo toàn tính mạng và có cuộc sống mới hồi sinh, thì số phận của hai nhân vật xín lù và thảo sánh bất hạnh hơn. Sự sáng tạo của chuyện ngắn này nằm ở nửa cuối chuyện. Tình tiết khi xín lù ăn lá ngón tự tử để giữ tấm lòng chung với dân làng và chuộc lỗi với người mình yêu linh hồn nàng mấy chục năm vẫn không siêu thoát đã trở về để minh oan làm sáng tỏ thanh danh cho thảo sánh người con trai của núi rừng xứng đáng được vinh danh chi tiết này được tác giả viết bằng thủ pháp huyền ảo khai thác yếu tố tâm linh giúp chuyện mới mẻ hơn mang tính hiện đại và ý nghĩa nhân văn sâu sắc cũng vì thế mà chuyện tạo được ấn tượng với người thưởng thức